em yêu hẳn giao phúc sen hd chào tất cả các bác tiếp tục một bộ vip nữa lên hàng cho tất cả các bác nhé uh, tiếp nối thành công của cái bộ vip hôm nọ hôm nọ em lên một bộ như thế để trả khách thôi uh, mục đích của mình cũng là lên để uh, làm một cái video trả khách cho các bác nhưng mà được các bác ủng hộ uh, quá nên là em lại tiếp tục làm hàng và trả hàng cho tất cả các bác như vậy trên cái trước mặt các bác đây là một bộ giao gồm 3 món là hàng khách đặt theo yêu cầu bởi vì hàng này khách đang đặt theo yêu cầu là bản nhám hai mặt các bác ạ Đấy, nhám hai mặt như thế này Còn bình thường như bộ hôm nọ vừa lên của em là bản đen truyền thống Còn bản này bác ấy đặt nhám hai mặt Đầu tiên là một em dao thái vát Con này thì các bác có thể thái thịt, thái rau củ quả thì rất là ok thôi Hệ thái là nhỏ gọn vừa vặn Còn đối với cái dòng cá này các bác lưu ý giúp em là đối với cái bộ vip này cán nó sẽ là hệ là vót vót tay hơi hơi vuông một tí để làm sao mà để các bác cầm tay mình có cái độ tì tay và cầm nó vừa vặn nhất cán sử dụng hai tầng gỗ màu này một tầng gỗ cầm nam một tầng đồng và một tầng gỗ mun như thế này cho em dáng ra nó thì cầm gọi là gọn gàng và vừa vặn thôi các bác nhé đến với mã thứ hai trong cái bộ vip này của em ấy thì nó sẽ sử dụng là dòng thái lọc nhọn dạng thái lọc nhọn của mẫu nhật các bác nhé dạng thái lọc nhọn của mẫu nhật hôm vừa rồi thì em lên bộ đấy cũng có một con thái lọc nhọn của mẫu nhật nhưng mà có bác khách thì mình muốn tăng lên là bản rộng nó sẽ rơi vào là khoảng sáu năm cm còn như ở đây nó đang rơi vào là bản là à, bản năm năm các bác nhá, còn bác muốn tăng lên là bản 6,5 thì cũng rất là ok thôi. phụ thuộc vào cái nhu cầu dùng của các bác mà mình có thể tăng hoặc giảm cái độ bản rộng của lưỡi dao lên. mình có thể là sử dụng là bản đen truyền thống hoặc là bản nhám một mặt, bản nhám hai mặt thì tùy các bác đặt thôi. bởi vì hàng này là lưỡi bi. các bác đặt là lưỡi bi. độ dày sống lưng là một ly rưỡi này. cán là sử dụng cán gỗ mun các bác nhá. bộ này hiện tại đang sử dụng cán gỗ mun còn bộ lần trước thì em sử dụng là cán gỗ cầm chỉ cho tất cả các bác vân gỗ thì hoàn toàn tự nhiên không có phun màu phun bóng cái gì vân gỗ đâu em chỉ trà một lớp gọi là lớp sáp giữ ẩm cho vân gỗ rồi thôi à, đối với bộ dao thì có chặt có thái rồi à, à, có, có thái có lọc rồi thì phải có chặt các bác ạ bác ấy thì dùng gia đình thôi nhưng cái ưu điểm này thích sử dụng những cái bộ dao đẹp nên là bác đặt em là một con dao chặt gà vịt bản hơi rộng một tí để làm sao mà chặt nó vừa vặn tay khi mà mình chặt xong rồi thì mình sẽ dùng cái má dao này để mình tạo hình lên đĩa những cái món gà vịt khi mà mình đã chặt xong con này thì là bản rộng rơi hiện tại bản chín, độ dày sống lưng là 3 ly vừa gà vịt vừa xương sườn được cho em, tổng trọng lượng con này là 6 lạng rưỡi các bác nhé 6 lạng rưỡi thì... Thực sự là tương đối là đầm tay đấy ạ à, Còn bản bình thường nó sẽ rơi vào 5 lạng rưỡi thôi Nó sẽ nhẹ hơn một chút các bác nhé đó à, Hôm nay lên thì giới thiệu với các bác là một bộ VIP như vậy Là khách vừa đặt hàng xong Bác nào mình, mình ưng ý bộ nào hay là mình chỉ muốn lẻ một con thôi Thì mình cứ báo em nhé. Nếu mà mình không thích nhám hai mặt Mình chỉ thích bản đen thôi Thì mình cứ báo em để bản đen Còn mọi thứ thì cán mình vẫn giữ nguyên Màu cán như thế này cho tất cả các bác Các bác nhá à, Còn đối với bộ này thì Bác nào ưng ý muốn đặt một bộ tiếp theo như này Thì cứ liên hệ em thôi zalo của em vẫn là 0347 753 780 các bác ạ à. Em huyền giáo phúc sen HD ở trên cao Chuẩn giáo phúc sen các bác nhé Hàng nhà làm, làm bằng nào Gửi các bác bằng đấy Đấy nên cam kết cho các bác là chất lượng đến từng con dao luôn các bác ạ à. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip ngày hôm nay của em Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip ngày hôm sau nhé Xin chào tất cả các bác ạ à.